Mẹ dậy rồi, mẹ có làm sao không? Để con đỡ mẹ dậy. Con sợ mẹ bị làm sao lắm. Mẹ nằm xuống để con nấu cháo cho mẹ ăn. Dạ.
Con vừa mở ra. Chắc cho kỹ nữa. Con nhớ bố lắm. Khi nào bố con mới về? Mẹ không bị làm sao nhá. Khi nào bố mới về? Con nhớ bố quá. Bố là đến tết bố mới về. Bố đi kiếm ít tiền về. Tiền ít thì cho con nhá. Tết từ khi tết có người đó. Thì tết thì bố bố đi kiếm như tiền mua kẹo bánh kẹo. Bố có phải nhớ cho con nhá chứ. Nhưng mà tết bố đi làm về có tiền thì con sẽ mua cả là mới cho con. Vâng. Con có được thứ đấy. Vâng. Con có ngoan, yêu bố nhiều nhá. Ôi, con đi xem cháu đấy. Nằm cẩn thận nhé con nhá. Vâng. Mẹ ơi. Mẹ ơi, ăn cháo đi. Đấy, để con bỏ mẹ. Không thì rơi vào chăn đấy. Mẹ cẩn thận đi nhá. Bỏng ấy. Thế nước con ạ. Con sợ ít nước quá đúng không? Mẹ khoan nữa rồi. Chị chín nước con ạ. Chị chín nước. Sao con nấu lâu hơn lại cho nhiều nước hơn nhé. Ôi, rơi vào tay kìa. Phỏng nha. Mẹ cảm ơn con nhé. Rồi,
nhé. Còn một thuốc đó ở bên mua thuốc ở cả xã. Thế bao nhiêu tiền rồi? 100.000. 100.000. Vâng. Còn lại tiền rồi, gọi cho tôi á. Vâng. Mẹ ăn đi.